các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Opreda LS 860 Trofeo 2021 trình làng với đầy đủ những thông số kỹ thuật và giá bán. Opreda LS 860 Trofeo 2021 là một phiên bản đường đua thực thụ của cái thương hiệu là LS 860 vừa được ra mắt không lâu, tập trung chủ yếu vào cái mục đích ứng dụng trên đường đua. Và hiện nay các thương hiệu nước Ý đã chính thức công bố kỹ thuật cũng như giá bán của cái phiên bản này. Mặc dù thời điểm hiện tại hãng Opreda vẫn chưa tiết lộ nhiều cái thông tin về phiên bản LS 860 Trofeo 2021, được biết nó sẽ cung cấp một cái khối động cơ là 2 xăng 660cc tương tự như cái bản là LS 860, nhưng được tinh chỉnh lại cái EQ cùng với cái bộ lọc gió và một cái ống giảm SC Crosset khiến em ấy đạt được cái công suất đạt 105 HP. Ngoài ra, LS 810 Trofeo 2021 còn được trang bị một bộ quay hoàn toàn từ sợi thủy tinh, loại bỏ những bộ phận không cần thiết, giúp cho tổng trọng lượng chiếc xe chỉ đạt ở con số mơ ước 153 kg. Đồng thời, bộ mâm của xe cùng với hệ thống phanh vẫn mang những thông số tương tự như phiên bản đường phố LS 610. Tuy nhiên, hệ thống treo được nâng cấp hoàn toàn lên cái loại lật Holley. Tương tự, với phần lốp xe cũng được thay đổi một cái cặp lốp xịn sò BioReady Super Costa V3 SC1 giúp bám đường tối đa tốt hơn. Như vậy, một loạt những thay đổi đã biến phiên bản Opreda LS 810 Trofeo 2021 trở thành một cái chiếc xe đua thật thụ, và em ấy được mở bán với mức giá lên tới là 17.950 euro. Mức giá này chưa gồm thuế nhập khẩu, tương đương khoảng là 505 triệu Việt Nam đồng. Exeter siêu ngầu phong cách Triton X 135 cùng với dàn chân 30 cũ, trang bị cho mình một bộ cánh là xám vô cùng sang chảnh, đầy tinh tế, thể thao, phong cách Triton X 105. Cái chữ Exeter 135 bốn số dưới đây còn nó bật hơn khi chủ xe chi ra một khoản tiền là vô cùng lớn, hơn 30 cũ, để nâng cấp cái dàn chân trở nên đẹp, hấp dẫn hơn rất nhiều. Khoác cho mình phong cách Triton X 105, đây là một cái tên gọi khác của Exeter thị trường Hy Lạp. Và bên cạnh đó, chủ nhân còn trang bị phần đèn hậu Wix của máy lai lắp vừa với cái dàn áo zin. Tuy nhiên, để giữ cho cái dòng bóng LED có tuổi thọ được cao thì theo ý riêng của mình, các bạn nên chuyển sang cái điện bình. Ngoài ra còn có thêm đồng hồ COSO phiên bản là version 2 dành cho cái dòng Exeter nhỏ và Silhouette, dùng chung những tính năng đo đạc và màu sắc cũng được giữ nguyên. Tuy nhiên, cái phần nền đồng hồ được phủ lớp carbon fiber và rất sang chảnh và thể thao hơn. Hai bên còn có thêm cái cụm công tắc NVX, cụm tăng Duno để cút ngắn hành trình ga cho xe đạp nhanh hơn. Tài thắng của Rainbow Costa Costa phiên bản nâng cấp từ cái dòng là Asset 19 có mức giá thành hiện nay lên là 7 triệu đồng. Ta thường bắt gặp cái dòng sản phẩm này trên những dòng là xe độ chọn kiển hoặc là phân khối lớn, kích thước piston lớn hơn cho ta thấy đảm nhận những dòng là heo dầu lớn hoặc kể cả là 4 piston đối xứng cũng là không hề hấn gì. Nhìn số cái dàn chân trước, thấy những góc ảnh quen thuộc, heo dầu của Rainbow Bliss 2 piston đối xứng đi kèm cùng cái đĩa cover KTM, hai món đồ chơi này đi kèm cùng thất lòng CC để tháo đắp dễ dàng hơn. Góc ảnh ta còn thấy được rất nhiều chi tiết trên xe thì được trang bị dịp ốc Titan Rhinam vô cùng nổi bật. Trang bị phụ Nitrin bình dầu rời, đây là món đồ chơi siêu đắt giá, mức giá trên 20 triệu đồng cho một cây phụ và có mức giá cao hơn hẳn Holin rất nhiều. Dù được ra đời tại Vương quốc Anh, nhưng mẫu phụ này cũng rất thịnh hành ở đất Mỹ, Nhật Bản, cũng như cũng đang được giới chịu chi Việt Nam là ưa chuộng. Phanh đùm sau cũng được trang trí bằng full Titan nằm ở càng thắng, có bánh và ốp gấp sau. Các món đồ chơi này nếu cộng tiền lại thì có mức giá phải nói là cao hơn cả chi phí lên phanh đĩa sau. Cái dàn chân dùng cái niềm nhôm SL để tạo cái sự linh hoạt con chiến mã di chuyển trong đường phố tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi này là cái tiếp, nhớ like, subscribe.